Thành, Tôn Quang đã bắt đầu diễn ra. Xin kính mời Kính Thỉnh Thanh Đồng, chủ trì Linh Vương Long Từ, họ Nguyễn tự Kim Khánh, nghệ vu chính điện vào làm lễ yết dân hương cũng như hầu thánh. Xin kính mời Thanh Đồng, đệ tử tự Kim Khánh vào lễ thánh. Thanh Đồng, đệ tử tự Kim Khánh, nghệ vị đỉnh lễ ngũ bái. Trưởng giám Tôn Nông mời trưởng giám Tôn Nông, mặt hay đỏ dòng nhàn quy. Thương châu ra vào ngọc bệ chốn điện đường, quản lĩnh trước sau nhân gian ai có biết đâu. Một màu đỉnh công phép không sao ai để thống nhất Việt Nam, chẳng nhận một phần ngày ra vũ đăng đẳng vân. Ra vũ đẳng vân lại này, ra vũ đẳng vân ra tay hách dịch, làm thần các phương có khí chơi, đảng viên núi đổi thuốc không sinh tiền có vẻ. Có khi chơi tản viên núi tổ quốc trường sinh, dâng tiến thanh vương có phen về tới đồng tâm hương. Cầu mưa đạo thanh phong long nôi ầm ầm lúc cửa nhà, về miền Dạ Trạch cùng bàn tiên đàn phách xương ca của tiên thiên nhất. Âm phép linh ra buồn tiếng, âm phép linh ra về đền vạn kiếp, một tòa pháp công lại có công để làm văn văn hưởng. Nhất mẫu vương xem dấu người tìm thấy ai. Hiếu hạnh thảo hiền thấy ai, hiếu hạnh thảo hiền ban công hưởng lộc. Nhớ tiền ứng ngay mới hay lòng dạ ngay ngay thẳng. biệt biến cảnh tân tù mà như những ngàn xưa. Như những ngàn xưa cảnh tân tù mà như những ngàn xưa. Hương đăng đệ tử khuyên mời tử ông về ban tác tài danh. Tình ý khôn ngoan bóng ông, tình ý khôn ngoan thần thông điển ách. Đoan trang hay là ông về coi tiền hoa. Quân bộ hai hàng lệnh truyền, quân bộ hai hàng hiên minh văn mã, thằng Hà kéo sang lệnh truyền tiền đồ cả. Lên tô xuống rỗi của tốt Phật, bao nhiêu của tốt Phật ưa, ông chơi cũng phải dâng liền cho dâng ông điêu tiêu chủ phòng. Quân bộ hai hàng lệnh truyền, quân bộ hai hàng nhiên nhiên văn mã, hằng hà kéo ra lệnh truyền. Chư già chư nhân á, nhất tầm tháng thi thì hội khâm trực cửa anh á. Ông truyền xa oai linh hiện hiện cho đền này nức tiếng thơm danh. Xa xứ bật bật bình bình, hoặc là thọ bệnh cầu tình tình ngay ra. Xin ông phán bảo trần gian ác nhục làm chi đã đành. Có lệnh chuyên gia anh ông, có lệnh chuyên gia các quan quỷ đồ hay cùng là trừ dịch đồ mình có phạm 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 anh đông xem bắc tung tung oanh nói nâng bên đông đông quân bộ hai hàng lệnh truyền, quân bộ hai hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đều vạn cương. Ông lớn bây giờ ngài Loạn Giá anh linh, trước là hậu gia đình, sau ra tù chóc tà tinh lên vì ra chân đế biến tay. Văn sơ dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên ngài kể tổ tôi chưa biết rõ ràng phê cho từ trường sinh. Nhị từ trường sinh phê cho nhị từ trường sinh, chữ cú chữ quỳ khang tinh thọ trường phê cho dũng mạch tinh đường. Dũng mạch đôi đường phê cho dũng mạch đôi đường, cửa nhà phụng quy mọi đường anh thông chữ sẵn sàng đông đông. Thông phi ngại nhục nhơn ngại phi thông pháp nhơn suy quan cục luận trừ viên trung thần nhơn như thiên nhật chiêu dị pháp rơi lời vô sự tất tháo. Đông thiên tiết thành tâm bái đạo nghe tiền văn văn châu đức thanh cả nghề tại hương yên phổ xa nghề tư phương trình đẳng tích sử thánh vương về. Suối Yên Ninh ngự nghỉ tòa tiên cảnh bầu trời bồng lai, tiên cảnh bầu trời gió nam hoang tỏa, hương bay ngạt vào trên thiên tàu, rồng bay năm tận dưới Việt Nam, chi chung mừng không sai đội đội tiên tình thay quyền yêu thế sáng sinh nhà Trần vừa trong kinh bão đấu đông tuần tuần anh ra tới chân thi mở mang Nam Hải đức đề tam dòng dõi kim chi bao đen xanh truy đã đành phạm đạo lại nghi phạt dầm phong đệ tam phong ông ngôi thuyền đức lại hoa hải đường hoàng thiên đệ nhân vương thường tôn nông cung tỉnh ơi vương tử tôn nông sắc phong đệ tứ oai linh khác vừa gửi về sang sắc nền hoa hải đường hoàng thiên vô đệ nhất nhi tức mang tiền là đất trầm oanh tên gọi đại hoàng tấu phương cô tên gọi đại hoàng sao uy sát trừ tình thơm ngát một nhà mà là xanh xanh sơ dâng lên tương lai văn sơ dâng lên vương câu đệ ngài chùa miền rõ ràng về cho chữ phú chữ quý khang linh thọ dường về cho giúp mạnh đông đi đường dũng mạnh tôi đường về cho dũng mạnh đôi đường tay chỉ ngọn cờ đao quỷ xa điên hồng nhàn vào thiên tai áo cầm bao hoàng bài rơi phơi quần hồng bạc hải hàm tốt cô tôi đâu cảm sát kinh nghe hồn yêu vào nam nam quỷ sang danh cầu trong sông quỷ cô xem để làm lệnh phép dùng manh cô thường ra cơn bái ngập lòng trời lại ai buồn đời phòng loan chờ đốt chậm một đỉnh dâng kêu cầu cho võ công nghi sinh mỗi năm là một dáng hình tốt thay xuân qua hạ từ thu bay xuân qua hạ từ thu bay trăng trăng tròn nay đã đến ngày cầu thông anh tài sành đỏ bắn kinh vương cô đâu có nhường vương cô xuống đi cửa suốt tò mò trông ra ngoài cửa suốt tò mò chiếc thoi cô bé có lá cờ vô bắc tiếng loa truyền quân hiệu lệnh gươm tút trần để chỉ cơn đai lượn quanh thềm rồng vàng lượn khúc nghi quanh thềm kỳ lần sư tử rước cậu lên con lên xa quả thực dâng lên lòng tin bái tình chúa tiền giá ngự tiên tiên cung tỉnh mời lễ nhân tiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên giá ngự đồng. Ngự cung chung chung nghi ngôi cao chính vị ở trên trời sở trị bốn phương trong sáng như gương lòng người trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang việc đời. Sa Loan Thanh Gia hồi cùng chốn đồi ngang cùng nơi phố cát riêng một đầu gió mát chẳng thành bát cảnh xanh xanh in đồ bát cảnh xanh xanh lâu tân hạ xanh thành cột gió chúc lưu lô bách tung đàn suối chim đành hành phương ruồi loan ca trinh sứ người qua giữa đàng trinh sứ người qua biến lên chân tính hiện ra bán cái Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát Ma Tát khai quang song nhan thập cờ diệu quang miên chiếu thập phương ngã tích tăng cung giảng kim phù phù hoàng thân thần Phật thánh chúa tiên trung vương ca lan tần gia âm từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lệ song nhan thập cờ diệu quang miên và chiếu thiên tôn. hồng nhan thế nữ việc song song ngoài gìn giữ trước sau nhân gian khôn xiết cơ mộ rằng người Thanh đệ tam mời Thanh Mâu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền thoại cung sớm kết loan vòng tràng cung xuyên ni sớm kết ni loan vòng thảo mai tiểu thiếp mi đem lòng giao an Trấn Sơn Lâm Mi nhạc tiên vương mẫu Quảng Thượng Ngàn 36 đầu tiên hiệu xanh lên mạng chúa bạch nghi anh công chúa mở quyền sơn lâm âm dương khí hợp mì thần hun ni đúc vòng cà khôn vũ trụ thái sinh vốn xưa giá ngự thiền đình lòng bộ Phật tu hành sớm tôi cõi thiền dốc chỉ bền tâm từ bi ứng hoa hiền thân người thổ có phép thờ hóa sinh, sinh hoa kiếp người. Sơn nghi lâm công chúa, trình nghi ngôi là đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cuốn cuốn người họp đi ca tháng ngày và cho tiền tấu mùa dày tây hà. Sáng sáng nghe tiền nước hôm nay về bàn tiền đây. Sáng sáng nghe tiền nước hôm nay về bàn đây. Đồng nghi chuông công nghi chúa sáng sinh sáng nghi vào lệnh tổng phúc lành quyền cao miền sao kỳ bàn cao dưới chương chúa sáng trần thoang thoảng mùi hương hồng hồng hào sáng khắp bốn phương thi. Hồng hào sáng khắp bốn phương đình sinh ra tên chúa bà đẹp vì phương ai xanh hàng hàng dài chút đến ngày dưỡng dùng giá so bằng cạn mong nền đá nhớ tình sau đầu gần ngà. Son má tóc đà sờ xa thanh tinh dịu sang cách điều đoá phù dung dương nghi liễu nhờ lương về nào mà chẳng quá xa so bằng im môn ngọc ngọc bề mà nét đan anh ai vẽ cho in gồ lo tứ đức sung đi. Phụ mệnh đế đình bong bong nghi tôn quan đi phụ mệnh đế đình sao y sát trừ tình chóc tà trời đất đi mưa xa trước đi rồi nổi cơn nắng rông cây cối đổ xuống mưa tuôn. muôn loài quỷ bị kiếp nguy dục rời. đoan trang trinh liệt thần nữ phục sự tại Vạn Thọ Các, chuẩn kỳ phục sự khâm tai. Tuế thứ canh tí niên thập nhất Việt sơ ngũ nhật chính nhất truyền độ thần tử Kim Khánh phụng cấp. Chính xác, sai. Nhị Từ Tràng Sinh về cho Nhị Từ Tràng Sinh, chữ Vũ chữ Quỳ Khang Ninh Thọ Trường về cho Dung Mạnh Đường. Cửa nhà An Thái hỏi đường hành thông chữ rằng sầu tông tâm. Lĩnh sắc ra ban ngày hôm nay dẫn sắc ra ban về cho long bút ngài chép biên rõ ràng về cho hai chữ Tràng Sinh. Hai chữ Tràng Sinh về cho hai chữ Tràng Sinh, cử nhà phú quý Khang Ninh Thọ Trường về cho Dung Mạnh Đường. Dũng mạnh đôi đường về cho Dũng mạnh đôi đường, từ nhà phú quý mọi đường hành thông chữ rằng sầu tông tâm. Nguyên tòng tâm chữ rằng sở lượng tòng tâm, dân an quốc ai xin ca chơi đời quân thần phải đại làm thôi. Trên thuận lòng trời, dưới thuận lòng dân hội đồng tư phủ nghiêm quân. Thành Trung, thê tử Lê Thị Thu Thủy thừa mệnh đặng độc tổ cô. Tiếp lên Mông Ngân Quốc Dũng, Ngọc Hoàng Sắc Hạ, Linh Vương Long Chuẩn Thứ, Âm Dương Cảm Thất, Thiên Địa Thấu Nạp, ban khen chiếu giám sắc ban cho đặng tộc tổ cô. Mỹ hiệu Trinh Huệ công chúa, ban thừa Lọc Tàn Kỳ, ban chiếu Vạn Thọ Các vương sử Trường Miên, đặng tộc Vĩnh Kế hiếu tử đặng Thành Trung thừa mệnh. Tiếp chỉ dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang nghiêng chiếu xuất phong ngã tích tăng cũng giảng kim trụ hoàng thần thầy thánh chúa thiên trung ca la tân xa từ bi mân chúng sinh cô ngã kinh lệ dòng nhan cờ diệu quang nghiêng và chư thiên ngã tích tăng cũng giảng kim trụ hoàng thần thánh chúa thiên trung. Hãy Ông về cam xét bản đền, sau ra tu chốc tà tinh phép quý gia trần thiên tay. Trần thế biết tay quý gia, trần thế biết tay ngự lên đông tử, cứu dậy nhân gian đổ cho đô đấy đình. Văn sớ dâng lên tương lai, văn sớ dâng lên thỉnh quan sát ngài chưa biết rõ ràng về cho từ trường dinh. Nhị tự trang sinh phi cho, nhị tự trang sinh chữ phú chữ thủy khang linh họ trường phi cho sông bách đông đường. Dục mạnh đôi đường phi cho, dục mạnh đôi đường cửa nhà phú quý mọi đường hành tông chữ rằng sầm vòng tâm. Điều về lẻ tẻ nghe trên sườn non đàn chim sẻ diêu ra lòng thành thú hương bản đền nhân thi thánh tận của anh tu thiết lễ nghi khai kỳ mở tiệc anh chiếu giám trước thứ bạn khen Nam Việt xã tắc đời thường cường thịnh đã phát hưng long chúng ngân các khánh nạn dịch giải trừ tai gương viễn tông ban khen bản dân lê thứ dân thôn bản ấp lương nhờ cửa quan nơi đây dự điều phong vũ thuận anh ban khen thủ nhang đồng đền sở tại tỉnh trốn Gia Môn được tăng phúc tăng thọ có đồng ngân đồng xuyến lo lắng công việc cửa mẫu cửa anh bàn đền bản phủ quốc đảo dân cầu chúng nhân ái kính sau thứ anh ban khen ban thưởng pháp sư pháp văn văn đàn tiếng hát Quỳnh Loan Quế Huệ Thanh Đồng Đạo Quan dân thôn bản ấp chư gia chư nhân tiệm nam thiên hữu đông rét mướt không quản ngại khâm trực cửa anh tác phúc trợ duyên cho nhà họ Đặng họ Lê anh ban khen đồng trưởng nhà họ Nguyễn phụng sự đình thần tam tứ hủ giữ nếp gia phong giữ gìn lệ tục khôi phục đàn nghi cho chúng nhân được hiển ứng linh linh của bốn phố anh chiếu thứ ban khen đặng tộc tổ cô hiển hóa uy linh thương con thương cháu ngày hôm nay chư thiên chư dân các thần chiếu xét cho được qua phàm vào thánh hồi chầu đế mệnh từ anh truyền thứ y lời phải tận trung tận độ tận trung với quốc tận lòng với dân tận tâm với đạo gia y lệnh quan anh tước giặc thứ tới anh ban khen nhà họ Đặng họ Lê bách hạnh vì tiền giữ chữ hiếu làm trọng làm đầu nhớ ơn tiền thánh lại đảo cầu với gia tiên anh ban khen cho phu dự sướng phụ được tùy mệnh vị bình an cung thừa phụ thân mẫu thân các bên nội ngoại xuất nhập bình an khang thái ra được mạnh khỏe trẻ được bình an ban khen dòng tộc nhà họ Đặng từ nay trở đi chí kỳ trở lại được lở cành được xanh ngọ được dài dòng lớn họ các uống các tiểu học hành thông minh trí tuệ đi gặp chúng về gặp bạn gặp thầy hay bạn tốt công danh thành đạt sự nghiệp vương trưởng anh ban khen cho dâu thứ nhà họ Lê nhất tâm nhất tưởng lo việc chính sự anh ban khen cho được hai họ Đặng họ Lê được đồng ngân đồng xuyên trên việc tiên công tiên thánh lo cho được vuông tròn quả phúc dưới công việc gia đạo hai họ được vẹn toàn chu viên ban khen á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quyền quan đệ tử uy hùng dày vàng, Việt sử chép triều thập bát, đất địa linh bạch bạc phong châu. nhiên sóng lặng chiều bạch dân đi hộ quốc phong công hàng đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vũ làm giày gió. Điều sang mầm tính đoan trang lịch sự nét mìa tố nghi nữ cung nga gần tuyệt thiết là vàng. dân thôn bản.